Trước khi buổi công bố chính thức diễn ra được nửa ngày thì chúng ta đã có được những hình ảnh đầu tiên về Samsung Galaxy S5 trên một tài khoản Twitter, và sau đó thì mọi thứ đã được xác nhận là sự thật. Không có được một ngoại hình tráng lệ và đẹp đẽ như những gì mà chúng ta đã từng tưởng tượng ra về nó. Galaxy S5 thực ra chỉ là một phiên bản mà Samsung đã chạm đến từng ngóc ngách nhỏ và nâng cấp nó từ thế hệ tiền nhiệm mà thôi. Mà những thứ này thì lại không rõ ràng một một như là về thiết kế. Trên Internet thì đã tràn ngập những ý kiến xung quanh sản phẩm mới của Samsung. Đó là những ý kiến chê bai cho rằng Samsung đã hết ý tưởng, thiếu sáng tạo, hay là năm nay sẽ là năm của Sony và LG. Vì vậy thì hãy cùng xem là Galaxy S5 thực sự có những điểm gì mà gây đáng thất vọng đến mức như thế, cũng như là cũng xem là Samsung đã nâng cấp những gì cho chiếc điện thoại này so với các phiên bản trước. Đầu tiên thì hãy nói đến điểm mà gây đáng thất vọng nhất và cũng như là làm lũ lụt các comment trên mạng, đặc biệt là các comment liên quan đến các ý kiến chê bai thì luôn đứng lên hàng đầu. Đó là về thiết kế của sản phẩm di động này. Người ta có thể là đã quá kỳ vọng vào Galaxy S5. Chính vì thế mà khi nó xuất hiện thì trên Internet chúng ta đã thấy như thế nào thì cũng đã quá là rõ rồi. Tất cả đều là ý kiến chê. Galaxy S5 thì không phải là một chiếc điện thoại nhỏ với các kích thước là 142x72.5x8.1mm, nặng 145g. Samsung thì luôn nói trong buổi ra mắt rằng chiếc điện thoại này là sản phẩm lắng nghe những ý kiến từ người tiêu dùng, nhưng họ lại tiếp tục né tránh thiết kế bằng vỏ kim loại. Galaxy S5 thì có một vỏ sau cho cảm giác chạm mềm mại và giống như là bằng da, có họa tiết chấm tròn, gây cảm giác giống như đã từng xuất hiện ở máy tính bảng Nexus 7 thế hệ đầu tiên. Và trên mạng thì người ta còn đặt mặt sau của Galaxy S5 với một chiếc Nokia 1280 hay là một miếng băng Ergo để cho thấy sự giống nhau. Về màu sắc thì S5 có các màu là đen, trắng, xanh nước biển và vàng. Các cạnh bên của S5 thì trông giống như kim loại nhưng được Samsung xác nhận là làm từ một hỗn hợp gồm có nhựa polycarbonate và sợi thủy tinh và hứa hẹn cho độ bền cao hơn. Tuy nhiên thì gần như người ta cũng chỉ chê trách Galaxy S5 về thiết kế mà thôi. Còn về những đặc điểm khác thì có thể nói là Samsung cũng đã làm tốt. Năm nay thì cả Samsung lẫn Sony đều không chạy theo cuộc đua về màn hình, không tăng độ nét cho màn hình lên độ phân giải 2K như theo mốt mà vẫn chỉ dừng lại ở Full HD. Galaxy S5 thì tiếp tục dùng màn hình Super AMOLED Full HD tăng cỡ lên 5.1 inch. Tuy nhiên về màn hình thì lại bị làm lớn hơn so với S4. Màn hình của S5 thì thực sự là rất tuyệt, được trang bị công nghệ Adaptive Display với một con chip thiết kế riêng để chỉnh gam màu tùy theo điều kiện sáng. Có nghĩa là màn hình này sẽ không chỉ sáng hơn hoặc tối hơn mà cách màu sắc thể hiện thì cũng tùy theo mức độ sáng xung quanh. Tiếp theo là về cấu hình. Năm nay thì Samsung hoàn toàn không đả động một chi tiết nào liên quan đến cấu hình bên trong của máy, như là bộ nhớ như thế nào, hay như là bộ xử lý ra sao, đồ họa ra sao, hay là bộ nhớ RAM là bao nhiêu. Chính vì thế mà đã cần đến báo chí và giới công nghệ tìm hiểu. Bên trong Galaxy S5 đã được xác nhận là một bộ xử lý lõi từ Qualcomm Snapdragon 800 2.5GHz, được thể hiện qua một số điểm benchmark với mức RAM là 2GB chứ không phải là 3 như ở Note 3. Bộ nhớ trong là 16 hoặc là 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa lên đến 128GB. Pin của máy thì có dung lượng là 2800mAh, có thể tháo rời cho thời gian chờ tối đa là 390 giờ và 21 giờ đàm thoại. Samsung còn quảng cáo thêm một công nghệ là Ultra Saving Mode giúp tắt tất cả các tính năng không cần thiết và chuyển giao diện sang dạng đen trắng. Và với cách này thì máy có thể tăng thời gian chờ lên thêm 24 tiếng khi pin chỉ còn 10%. Ngoài ra, một điểm rất đáng chú ý khác ở Galaxy S5, và điều này thì hoàn toàn chính xác như những tin đồn trước đó, đó là S5 của chúng ta thì đã có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP67. Galaxy S5 cũng là một chiếc điện thoại được trang bị rất nhiều cảm biến khác nhau và phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau. Chúng ta có những cảm biến như là cảm biến gia tốc, cảm biến con quay hồi chuyển, cảm biến khoảng cách, là bàn số, cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh, và ngoài ra thì còn có một số cảm biến đặc biệt khác. S5 còn được trang bị thêm một cảm biến cử chỉ dựa trên hồng ngoại, một cảm biến vân tay nằm trên nút home, một cảm biến nhịp tim đặt cạnh đèn LED của camera sau và một cảm biến đo khí áp. Cảm biến vân tay thì hoạt động bằng cách vuốt ngón tay từ trên xuống trên nút home để mở khóa, để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ta còn có thể đăng ký nhiều ngón tay với các mức độ mở khóa máy khác nhau. Ví dụ như là bạn có thể truy cập để dùng thử máy tự do, nhưng thông tin cá nhân và dữ liệu thì đều đã được khóa và chỉ dùng một vân tay nhất định thì mới mở được. Samsung tuyên bố đã hợp tác với cổng thanh toán trực tuyến PayPal cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến bằng cách dùng dấu vân tay. Cảm biến nhịp tim thì kết hợp với ứng dụng S-Health 3.0. Để đo nhịp tim thì chỉ cần giữ ngón tay lên cảm biến này, và khi đo nhịp tim nhiều thì S-Health sẽ ghi nhớ lại cả quá trình và lập biểu đồ với các thông tin liên quan. Nó cũng hoạt động như là một máy đếm bước đi và kiểm soát thực phẩm. Samsung thì có kế hoạch cung cấp bộ mã phát triển phần mềm để các lập trình viên kết hợp công nghệ này vào các ứng dụng của họ. Camera cũng là một trong số những điểm nhấn chính mà Samsung nhắc đến trong buổi giới thiệu Galaxy S5 với những thông số tương đối ấn tượng.
Ở mặt sau thì ta có camera 16 megapixel với khả năng tự lấy nét trong 0,3 giây với một tính năng là Selective Focus giúp lấy nét theo vùng chọn, giúp tạo ra độ nông sâu của trường ảnh. Cùng với các công nghệ chụp tương phản rộng HDR xử lý theo thời gian thực, quay video 4K ở 30 hình trên giây, tự động lấy nét cho khuôn mặt được nhận diện. Camera trước thì vẫn là 2 megapixel. Chúng ta thì không được thấy một giao diện tráng lệ như những hình ảnh đã rò rỉ trước đó trên S5. Một giao diện hoàn toàn mới thì không xuất hiện. Có lẽ đây chính là bởi vì lý do Samsung và Google thì đã thỏa thuận với nhau về việc Samsung cắt giảm các chi tiết liên quan đến TouchWiz để đưa nhiều dịch vụ Google vào hơn và làm cho Android trên các sản phẩm Samsung thì có thiên về hướng Google hơn. Galaxy S5 thì sẽ Android 4.4.2 KitKat và đây là một quy định bắt buộc của Google. Về cơ bản thì lần này giao diện TouchWiz đã được kết hợp đẹp mắt hơn, các biểu tượng thì được là phẳng ra. Tuy nhiên Samsung vẫn nhồi nhét rất nhiều tính năng trên Galaxy S5. Khi kéo thanh Quick Setting xuống thì vẫn có đến 20 nút để lựa chọn. Vẫn còn hàng dãy ứng dụng Samsung trong máy. Nhưng về tổng thể thì mọi thứ trông sắc sảo và bớt lộn xộn hơn trước. Samsung thì cũng đã khéo léo giấu giao diện Magazine UX sang bên trái, nơi mà đáng ra phải dành cho Google Now. Có vẻ là vì thất vọng trong thiết kế, chính vì thế nó đã ảnh hưởng sang tất cả các yếu tố khác. Vì thế mà Galaxy S5 cho đến thời điểm này thì vẫn không tỏ ra rầm rộ như các sản phẩm trước, mà người ta lại chú ý nhiều hơn đến bộ ba sản phẩm đồng hồ và vòng đeo tay thông minh có tên là Gear mới. Lần này thì Samsung đã bỏ hoàn toàn đi chữ Galaxy bởi chúng không còn chạy Android nữa mà chuyển sang sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở Tizen do chính Samsung phát triển. Đầu tiên hãy nói đến đồng hồ Gear 2 là bản cao cấp hơn trong bộ ba này, với camera tích hợp ngay trên màn hình 1,63 inch, có khung kim loại và dây đeo bằng da có thể tháo rời. Còn Gear Neo là phiên bản bình dân hơn, màu mè và làm bằng nhựa, có dây đeo cũng có thể thay được và còn nhận được hỗ trợ từ các nhà thiết kế của hãng Moschino và Nicholas Kirkwood. Về cấu hình thì cả Gear 2 và Gear Neo đều được trang bị nút Home ở ngay dưới màn hình. Cả hai cùng có bộ nhớ trong 4GB, pin 300mAh, có cổng hồng ngoại để dùng kết hợp với ứng dụng điều khiển TV Samsung Watch On, chống nước theo tiêu chuẩn IP67, có Bluetooth 4.0 và có bộ đo nhịp tim. Còn vòng tay Gear Fit thì có màn hình cong Super AMOLED rộng 1,84 inch. Điểm đáng chú ý nhất, đây là một màn hình cong. Pin của vòng này lâu hơn khi đạt mức dùng 4 ngày. Gear Fit thì đóng vai trò như là một huấn luyện viên, có thể dùng để phản hồi xúc giác, để tăng hoặc giảm cường độ luyện tập của người dùng. Hiện tại thì dòng Gear được Samsung cho biết là đã có hơn 100 ứng dụng viết riêng. Các ứng dụng thiên về liên lạc thì được cài sẵn trên đồng hồ Gear 2 cao cấp và Gear Neo bình dân. Số ứng dụng này là như nhau, trong khi Gear Fit thì tập trung nhiều hơn vào các ứng dụng về sức khỏe. Và đó là tất cả những chi tiết đáng chú ý liên quan đến các sản phẩm di động mà Samsung tung ra trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 24 tháng 2, tức là 2 giờ sáng ngày 25 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Samsung cho biết là Galaxy S5 cùng các sản phẩm thông minh đeo được của mình thì sẽ được bán ra chính thức trên thị trường vào khoảng tháng 4. Và hiện tại thì ở châu Âu đã có một số mạng di động như là Orange, T-Mobile, Three, Telefonica, O2 và Vodafone thì chắc chắn sẽ cung cấp sản phẩm này. Vì thế mà nước ta có lẽ cũng sẽ được tiếp cận với nó sớm thôi. Và hiện tại thì trên một trang web chuyên thông tin về di động đã có một cuộc thi tặng Galaxy S5 chính thức được tung ra. Ra mắt cùng ngày với Galaxy S5, thế nhưng các sản phẩm di động của Sony thì mặc dù cũng không có nhiều khác biệt lắm so với trước, tuy nhiên thì việc có được một thiết kế có thể coi là cực kỳ đẹp mắt đã khiến cho Sony hoàn toàn thắng thế trước Samsung ở sự kiện MWC năm nay. Có thể thấy là sau những chiếc máy tính bảng to như thế này thì Samsung năm nay không làm ra được thêm một thứ gì khác ở nửa đầu năm. Và chúng ta hãy chờ xem trong suốt khoảng thời gian tiếp theo, khoảng thời gian này vẫn còn rất là dài, vì vậy hãy cùng xem Samsung sẽ còn làm được những gì trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.